Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Hồn Thiên Đế, với thân phận của người, hà tất gì phải lén na lén nút như vậy? Hồn Thiên Đế, cổ tộc cảnh giác. Hắc nhân quân của cổ tộc, liệt trận hộ tông. Cổ Nguyên, đã nhiều năm không gặp, cảm chi của ngươi vẫn nhanh nhẹn như vậy? Đã lâu không gặp lão bằng hữu. Hư vô thôn viêm, cửu tinh đấu thánh, tứ ma thánh của hồn tộc, thất tinh đấu thánh, hồn thiên đế, cửu tinh đấu thánh. Hắn chính là hồn thiên đế ư? Quả nhiên là uy áp lặng lẽ. Thực lực của đội hình này cả đại lục cũng khó mà tìm được. Nhưng mà lần trước gặp được hư vô thôn viêm, thân cao trăm trượng, vô cùng hung hãn, hôm nay sao lại đột nhiên trở nên nhỏ bé như vậy? Dị hỏa linh chính là như vậy, thể hình hình dạng có thể tùy tâm mà thay đổi, nhưng mà đừng nhìn thấy thân hình của hắn biến đổi nhỏ đi. Thực lực đáng sợ đó quả thật là không giảm đi một chút nào đâu. Hồn thiên đế, chuyện ba tộc bị đánh nén có phải là hồn tộc của ngươi làm đúng hay không? Năm đó vị thôn ninh vương cuối cùng của thôn ninh tộc có phải cũng là bị hư vô thôn viêm của ngươi chiếm đoạt đi rồi? Huyết mạch có cổ não đến mấy rồi cũng có một ngày bị cạn kiệt, nếu đã như vậy có thể làm chút cống hiến cho tộc của ta, có gì mà không tốt cơ chứ? Ngươi, hồn thiên đế, ở đây không phải là nơi mà ngươi nên đến. Thật là nực cười, trong trời đất này còn có nơi nào mà ta không thể đi được hay không? Không đúng, hồn tộc hình như là đang còn kéo dài thời gian. Lẽ nào là xảy ra chuyện gì vậy? Ta biết rồi, Huân Nhi. Đa xa cổ đế ngọc của cổ tộc đặt ở đâu? Ở tông từ, Tiếu Viêm ca ca, huynh là đang còn lo lắng. Tộc trưởng không hay rồi. Cổ Dương trưởng lão đột nhiên đả thương hộ vệ, cướp đi đa xa cổ đế ngọc rồi. Cái gì Cổ Dương? Sao có thể là ông ta được chứ? Cổ Dương gia gia bảo vệ tông từ hàng trăm năm nay, trung thành thành thật, sao có thể làm như vậy? Cổ tộc nghe lệnh, liệt trận ngự địch. Hồn thiên đế, cổ tộc của ta không có giống như là mấy tộc khác để mặc cho ngươi tùy ý giết hại. Hôm nay các ngươi còn muốn sống sót ra khỏi cổ tộc hay sao? Vạn con kiến chẳng qua cũng chỉ là kiến mà thôi, có gì khác biệt đâu chứ? Hơn nữa, nổi loạn của cổ tộc ngươi thì liên quan gì đến ta? Cổ Viễn, bình tĩnh, hãy bình tĩnh lại một chút đi. Phong tỏa không gian cổ giới, cổ đạo ngươi dẫn dắt hắc nhân quân triển khai tìm kiếm, đem Cổ Dương tìm ra cho ta. Vâng, tứ ma thánh, giữ lại bọn họ. Ở cổ tộc của ta vẫn chưa đến lượt ngươi đến quyết định. Đây là do ngươi ra tay trước đấy. Chiến đấu của cửu tinh đấu thánh vậy mà đáng sợ đến như vậy. Tiểu Viêm ca ca, chúng ta cũng nhanh đi đến tông từ ngay thôi. E là không có dễ dàng như vậy đâu. Vô minh hồn kính. Huân Nhi, ngươi và Tiêu Viêm mau đi đi. Lão tử sẽ đến đối phó với ngươi. Huân Nhi, dẫn người đi tìm kiếm, Cổ Dương nhất định là vẫn chưa chạy thoát ra ngoài. Mau bắt lấy hắn, lấy lại đa xa cổ đế ngọc. Vâng. Trưởng lão còn lại bố trí đại trận hộ tộc, phong tỏa cổ giới và dãy núi, đừng để cho hồn tông thừa nước đục thả câu. Hắc nhân quân, cùng ta đi tìm kiếm, tuyệt đối không thả lao để Cổ Dương đưa đa xa cổ đế ngọc ra ngoài. Cổ tông, phong tông trận. Cổ Dương trưởng lão biết rất rõ địa hình của cổ giới, muốn tìm ra hắn không phải là chuyện dễ dàng gì. Tìm như vậy thì quá chậm rồi. Linh hồn của Cổ Dương có thể đạt đến thiên cảnh đại viên mãn rồi. Tốt lắm, nếu đã như vậy để ta thử. Có lẽ là không đến đâu, thiên cảnh đại viên mãn làm gì mà dễ dàng như vậy. Tốt lắm, nếu đã như vậy thì để ta thử. Bắt được ngươi rồi. Cổ Dương ra ra, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại? Thúc linh võng. Quả nhiên,
Ông ta đã quá quen thuộc với điểm yếu của Thúc Linh Võng rồi. Đừng hòng chạy thoát. Xảy ra chuyện gì trước tiên hãy quay về cùng với chúng ta gặp tộc trưởng rồi nói tiếp. Chờ một chút, Cổ Dương trưởng lão, hình như ông ấy có gì đó sai sai. Trưởng lão, ngươi. Cổ Dương mà các ngươi quen sớm đã chết rồi. Trăm năm trước, linh hồn của Cổ Dương chính là bị Hư Vô đại nhân cưỡng ép dung hợp với bổn tôn rồi. Không uổng công những năm nay ít giao du với bên ngoài, hôm nay cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa rồi.